X88 Nhà Đất Hải Phòng xin kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà phố đẹp tọa lạc tại đường Vũ Trí Thắng, Lê Chân, Hải Phòng và đang được giao bán với giá 1 tỷ 480 triệu, bìa đỏ chính chủ. Căn nhà có diện tích 46m², 3,5 tầng, thiết kế hiện đại bao gồm phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng thờ, ban công phơi quần áo. Nhà nằm trong ngõ, xe máy đi lại thoải mái. Nhà có sân cổng rộng để xe hướng Tây Nam. Xung quanh nhà gần trường học, chợ, siêu thị vô cùng tiện lợi. Tại tầng 1, phòng khách và phòng bếp thông nhau. Phía trước là phòng khách rộng được lát nền đá hoa đẹp, có sẵn bàn ghế, hệ thống chiếu sáng đẹp. Đi sâu vào bên trong là không gian phòng bếp rộng thoáng, đã có sẵn kệ bếp và bàn ăn sạch đẹp. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Cầu thang đi lên khu vực các tầng trên được làm bằng gỗ sáng màu cực đẹp. Khu vực các tầng bên trên được chia thành các phòng ngủ rộng và nhà vệ sinh khép kín, đầy đủ tiện ích. Chỉ với 1 tỷ 480 triệu là quý khách có thể sở hữu ngôi nhà phố 3,5 tầng, 46m², hướng Tây Nam này. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Xin chân thành cảm ơn.